Thần gia nguyên tổ thần tổ, đại nhân vật tại thời đại thần thoại, tu vi đạt tới nghịch thiên sơ cấp, từng sống qua 3 lần đại hủy diệt mà thiên đạo phát động. Là một cái đao phủ từ đầu đến đuôi, đem hỗn độn tộc huyết đổ trăm vạn dặm, thay trôi thành biển, lưu lại một cái truyền thuyết, nếu như tộc này quy mô tiến công nhân loại, nó đã cách diệt tộc không xa. Năm đó, thần tổ lấy sức một người đánh chết U Minh Thiên, cũng đem nó luyện hóa thành binh khí, mà uy hạo đã ngục giới, mà lại bối phận cực cao, cho dù là thời không đại thần cũng chỉ là tiểu bối. Trước thời điểm Thái Cổ đại chiến, bị Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương liên thủ đánh giết, hồn phách tán ở trong thiên địa, về sau trải qua thần gia bát hồn dung hợp, lĩnh ngộ pháp tắc cũng cao hơn một tầng, thực lực đạt tới nghịch thiên trung cấp, thần tổ cùng thời không ngược dòng thời gian chặn đánh Hỗn Độn Vương. Tại bên trong tiểu lục đạo, cùng ma chủ liên thủ diệt sát Thanh Thiên. Chỉ là thiên đạo bất tử, Thanh Thiên bất diệt, sau đó thần tổ thống lĩnh thần gia tộc nhân chinh chiến thiên đạo, cuối cùng chiến tử,